ngoan. Chú vải một tí. Chú vải một tí. Sao chú vải đâu? Đây là căn tối. Chú là căn tối. Chú là căn tối là gì? Rồi mới là căn tế. Uống nước còn nhiều nước ạ. Đi làm rồi. Đi nhá, về sớm nhá, không bị khóa cửa. Ngủ ngoài đường đấy. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn. Tiền à? Tao trả đủ. Mày đừng có mà đi đâu. Nha, gửi đi, đang làm việc. Nhanh chết đi. Để sớm nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh đứng sau đây làm gì? Ai đây? Cấp cấp cấp, ai gọi đó? Nếu là thỏ, thôi bye bye. Nếu là trai, xin mời vào. Like,
mình đã thành công ý mà. Nếu mọi người thấy video này hay thì hãy like và chia sẻ video này của mình nhá. Và nhớ subscribe kênh của chúng mình nhá. Best Channel. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, và trước khi kết thúc video thì mình muốn có lời khuyên cho các bạn. Đó là khi ở nhà một mình ý, thì mọi người đừng có tự tiện mở cửa cho người lạ, mà hãy cẩn thận. Và đặc biệt là người shipper đến thì các bạn phải kiểm tra hàng trước khi nhận, đừng để giữ riêng cho mọi người nha. À, và bây giờ mình phải nói thẳng luôn là cái túi hồi nãy của bọn mình là túi bột mì mọi người ạ, chứ không phải là chất cấm gì đâu, nên là phải anh công an, anh chủ công an bắt đúng cháu. Ok, video bọn mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem ạ. Bye bye. Bọn mình có thú vị không ạ? Nếu mà thấy thú vị thì các bạn hãy like và subscribe kênh Best Channel của mình và hãy chia sẻ những clip của bọn mình lên nhé. Và ai có ý tưởng gì thì hãy bình luận ở phía dưới, bọn mình sẽ xem xét và sẽ thực hiện những video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.